Hi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 12 tháng 2 năm 2022, một ngày rất là đẹp, toàn là số 2, 12 tháng 2 năm 2022, và chúng ta còn một ngày 22 tháng 2 năm 2022 nữa. Thì hôm nay con thuyền lịch sử của chúng ta tiếp tục trôi về thời kỳ nhà của vua Lê Chúa Trịnh. Thì hôm nay chúng sẽ chia sẻ về vị chúa thứ ba của nhà Trịnh, đó chính là chúa Trịnh Tráng. Thì trong số trước chúng đã chia sẻ về vị chúa thứ hai, đó chính là Trịnh Tùng. Thì Trịnh Tráng là Thanh Đô Vương Trịnh Tráng, sinh ngày 6 tháng 8 năm 1577 và mất ngày 28 tháng 5 năm 1657, thụy hiệu là Văn Tổ Nghị Vương. Ông chính là vị chúa thứ ba, chúa thứ ba của thời Lê Trung Hưng, chính thức xưng vương khi còn tại vị, nắm thực quyền cai trị miền Bắc nước Đại Việt từ năm 1623 đến năm 1657. Về chính trị, ông là người củng cố địa vị cai trị của chế độ vua Lê Chúa Trịnh. Về quân sự, thời kỳ ông cầm quyền là bước chuyển căn bản giữa hai cuộc xung đột Nam Bắc Triều và Trịnh Nguyễn. Trịnh Tráng là con trai thứ hai của Bình An Vương Trịnh Tùng. Ông đã từng nhiều năm giúp cha thiết lập bộ máy cai trị của họ Trịnh sau khi tiếp quản Kinh Kỳ Thăng Long từ tay nhà Mạc. Ngay khi Trịnh Tráng chưa nên ngôi, mâu thuẫn giữa họ Trịnh và họ Nguyễn ở phía Nam bắt đầu manh nha hình thành. Ông cậu Nguyễn Hoàng ở phía Nam muốn giữ hòa khí với cha ông đã gả con gái là Nguyễn Thị Ngọc Tú cho ông, người mà theo quan hệ họ hàng là cô họ của ông. Thời trẻ, Trịnh Tráng được nhận phong tước vị Bình Quận Công, sau đó là Thái Phó Thanh Quận Công, do người anh cả của ông là Trịnh Túc mất sớm nên Trịnh Tráng trở thành vương thế tử, dự bị kế thừa ngôi chúa. Bấy giờ thế lực của họ Mạc ở vùng Cao Bằng vẫn còn rất mạnh. Chúa cháu vua Mạc là Mạc Kính Khoan tự xưng hiệu là Khánh Vương, tập hợp bè đảng quấy phá các vùng Vũ Nhai Đại Từ. Năm 1618, Trịnh Tráng theo lệnh của Trịnh Tùng cùng với Thái Bảo Trịnh Xuân đốc xuất các tướng Nguyễn Cảnh Kiên, Nguyễn Văn Giai, Tạ Thế Phúc cùng đánh họ Mạc, thắng được một trận lớn, sau đó nuôi quân về. Tháng 6 âm lịch năm 1623, chúa Trịnh Tùng bị bệnh nặng, bèn cho vương thế tử Trịnh Tráng nắm giữ binh quyền, lại lấy con thứ là Vạn Quận Công Trịnh Xuân phó giữ binh quyền. Trịnh Xuân từng có ý cướp ngôi dòng trưởng vào năm 1619, đã cùng Lê Kính Tông mưu giết Trịnh Tùng không thành nhưng lại được tha. Ngày 15 tháng 7, Xuân cùng quận biện đem quân vào phủ cướp phá đô thành đại loạn. Trịnh Tráng không biết tin tức gì về cha, vốn đã bị Bùi Sĩ Lâm mang ra khỏi kinh. Hôm sau, ông sai em là Trịnh Giai rước Lê Thần Tông về Ninh Giang, còn mình tự lưu lại ở Nhân Mục hội họp các quan văn cùng bàn việc. Trịnh Đỗ sai con là Quận Thạc đi đón Trịnh Tráng, ông bèn cùng Quận Thạc ngồi chung voi đi, nhưng vì Lưu Đình Chất nghi ngờ Trịnh Đỗ, ông chạy, ông khuyên không nên đi cùng Quận Thạc. Trịnh Tráng bèn xuống voi tự mình về Ninh Giang. Sau đó Trịnh Tùng sai người dụ bắt giết được Trịnh Xuân. Ngày 17 tháng 7, Trịnh Tùng được bọn Sĩ Lâm cáng võng đưa đi tìm thế tử, đi đến quán Thanh Xuân thì mất. Được tin báo của Sĩ Lâm, Trịnh Tráng trở về phát tang cha ngày 21 tháng 7, rồi nên thay làm chúa, tức là Thanh Đô Vương. Tuy Trịnh Xuân đã chết nhưng đám loạn quân của ông ta vẫn đánh phá khắp thành Thăng Long. Trịnh Tráng phải đưa vua Lê về Thanh Hoa đóng ở An Trường, có Trịnh Đỗ cũng đem quân bản doanh đi theo. Trịnh Tráng sai Nguyễn Danh Thế hòa giải hiểm nghi với Trịnh Đỗ để quan hệ hai bên lại hòa hiếu như cũ. Mùa thu năm đó, Mạc Kính Khoan nhân triều Lê có loạn đem quân xuống Gia Lâm, lực lượng đến hơn vạn người. Ngày 28 tháng 8, Lê Thần Tông trao quyền cho Trịnh Tráng cầm quân đánh bạc. Ông thống lĩnh quân thủy bộ cùng Nguyễn Danh Thế, Đặng Thế Tài đánh về Gia Lâm, quân Mạc thiệt hại nặng nề và phải lui về Cao Bằng. Trịnh Tráng bèn sai Lê Bật Tứ và Bùi Sĩ Lâm vào Thanh Hoa rước xa giá về kinh. Tháng 11 âm lịch, Trịnh Tráng tự tiến phong làm nguyên soái quốc chính Thanh Đô Vương. Mùa hạ tháng 5 âm lịch 1625, ông hạ lệnh cho con trưởng là Trịnh Kiều lĩnh quân đánh họ Mạc Cao Bằng, bắt được vua Cảm Thống Mạc Kính Cung và đồ đạc đưa về kinh sư giết đi. Mạc Kính Khoan cũng bị thua trận, dâng biểu xin hàng và được phong thái úy thông quốc công, hàng năm nộp cống con cháu được ở đất Cao Bằng. Thời Trịnh Tráng, xung đột Trịnh Nguyễn chính thức bùng phát. Từ năm 1625, chúa Nguyễn Phúc Nguyên không còn nộp thuế cho chính quyền Lê Trịnh, lại theo kế của Đào Duy Từ đắp lũy bờ Nam ở
mẹ Nhật Lệ để tự thủ. Năm 1627, Chúa sai Nguyễn Hữu Bản đến Thuận Hóa đòi tô thuế từ năm Giáp Tý 1624 về trước. Chúa Nguyễn không chịu nộp thuế, đến tháng 2 âm lịch Trịnh Tráng muốn vào đánh Thuận Hóa nhưng chưa có cớ gì, bèn sai Lê Đại Dụng phụng sắc mệnh nhà vua dụ bảo về việc cho con vào chầu và đòi nộp 30 thớt voi, 30 chiếc thuyền đi biển để cho đủ thể nệ cống lạc nhà Minh. Chúa Nguyễn lại thoái thác, Trịnh Tráng bèn hạ lệnh cho Nguyễn Khải, Nguyễn Danh Thế là tiên phong đem 5.000 quân đóng ở Hà Trung. Tráng tự thân đem đại binh kế tiếp xuất phát, lại mang nhà vua đi cùng, lấy cớ tuần du các địa phương. Quân thủy bộ tổng cộng hơn 200.000 cùng nhau đều tiến. Chúa Nguyễn sai Tôn Thất Vệ, Nguyễn Hữu Giật, Nguyễn Phúc Trung cùng nhau chống giữ ở bờ bắc sông Nhật Lệ. Quân Trịnh chủ động tấn công nhưng không trọng thủng được tuyến phòng thủ của quân Nguyễn. Phía Nguyễn có lợi thế là Đại Bác kiểu Bồ Đào Nha nên là quân Trịnh sợ chạy dạt. Trong lúc hai bên tiếp tục giằng co thì Nguyễn Hữu Giật phao tin ở miền Bắc Trịnh gia và Trịnh Nhạc âm mưu đảo phản. Trịnh Tráng nghi ngờ vội thu quân về Bắc. Năm 1633, con thứ ba của chú Nguyễn là Nguyễn Phúc Anh bất mãn không được làm thế tử, bèn viết thư hẹn làm nội ứng cho Trịnh Tráng. Trịnh Tráng khởi binh Nam Tiến lần thứ hai, đóng ở cửa Nhật Lệ. Chú Nguyễn cử Nguyễn Hữu Giật, Nguyễn Hữu Tiến làm tướng ra đánh. Trịnh Tráng đang đợi suốt hơn 10 hôm không thấy hiệu làm nội ứng của Ánh thì bị quân Nguyễn đánh úp. Trịnh Tráng hoảng loạn tan vỡ bỏ chạy. Trịnh Tráng rút về Bắc để lại con rể là Nguyễn Khắc Miển trấn thủ châu Bắc Bố chính. Năm 1635, chú Nguyễn Phúc Nguyên mất, con là Nguyễn Phúc Lan lên nối ngôi. Năm 1637, Phúc Lan sai Nguyễn Đình Hùng mang quân đánh úp chiếm Lam Bố Chính, giết tướng trấn thủ là Nguyễn Tịnh. Năm 1640, Nguyễn Khắc Hiển mang quân đánh phá Lam Bố Chính rồi rút về. Chú Nguyễn theo kế của Nguyễn Hữu Giật viết thư cho Trịnh Tráng nói liệt mưu thông đồng với chú Nguyễn nên mặt ngoài gây chiến mà bên trong muốn hàng. Mặt khác, Nguyễn Phúc Lan thúc quân đánh Khắc Hiển, Khắc Hiển thua chạy viết thư cầu cứu. Tin lời bên Nguyễn, Trịnh Tráng điều Trịnh Kiều mang quân vào bắt Điệt về xử tử. Quân Nguyễn nhân thời cơ đánh chiếm Bắc Bố Chính. Ngày 28 tháng 5 năm 1657, Trịnh Tráng mất giữa lúc cuộc chiến Trịnh Nguyễn vào thời kỳ khốc liệt nhất, thọ 81 tuổi, cầm quyền 34 năm từ năm 1623 đến năm 1657. Thế tử Tây Định Vương Trịnh Tạc nên nối ngôi chúa. Tuy truy phong Trịnh Tráng là Nghị Vương, miếu hiệu Văn Tổ, thụy hiệu là Long Tự. 3 năm sau 1660, cháu nội ông là Trịnh Căn mới đẩy lùi được quân Nguyễn trở về Nam Sông Danh. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư bản Kỷ Tục biên quyển 21 của Phạm Công Trứ viết vào đời Lê Trịnh đánh giá về Thanh Đô Vương Trịnh Tráng như sau: chúa tính trời hiếu thảo, thân ái mọi người, rộng lòng khoan thứ. Khi mới cầm quân, cầm quyền, tuổi đã 47, bình xong nội nạn, hòa hợp nhân dân, trong nước yên ổn, tín nhiệm nho thần, giảng cầu chính trị, trấn cử kỷ cương, mọi việc đều giao cho triều đường công luận. Chúa cung kính khiêm nhường, cẩn thận giữ gìn pháp độ. Ba lần đánh Thuận Hóa chỉ dùng văn cáo để mở bảo, không muốn dụng binh đến cùng, nặn nội ở nơi xa, tha mặc kính khoan cho đất Cao Bằng, khiến xưng thần giữ chức cống, cho nên cái phúc nuôi dưỡng yên ổn hòa bình thật là dày lắm. Võ Liệt Văn Công đã làm sáng trưng đời trước, mở nối đời sau, xứng đáng được thiên triều sách phong làm phó quốc vương. Chúa đông con cháu tuổi đến thượng thọ, sách nói rằng người có đức lớn ắt được ngôi vị, ắt được hưởng lộc, ắt được nổi danh, ắt được sống lâu, câu ấy đáng tin thay. Thì trong số ngày mai Trung đã chia sẻ về vị chúa thứ ba của nhà Trịnh, đó chính là chúa Trịnh Tráng. Và theo sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư quyển 21 của Phạm Công Trứ thì cũng đã đánh giá ông là một vị chúa sáng trong 12 vị chúa của nhà Trịnh. Thì ông cũng là một người hiền từ đức độ và ông đã sống thọ tới 81 tuổi. Và ông trị vì trong 34 năm từ năm 1623 đến 1657 và ông thọ 81 tuổi. Thì con thuyền lịch sử ngày hôm nay xin được dừng lại ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chúc cho các bạn và gia đình một cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân của mình.